Đây con. À, kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Lời nói đầu tiên thì cho phép Trọng và Đô La xin chúc quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Kính thưa mọi người, hôm nay thì Trọng xin phép được dùng một cái video để chia sẻ về cái cuộc sống của bé Đô La hiện tại, về tình hình sức khỏe nè, cũng như là cái cân nặng của em. Tính ra thì bé Đô La về với Trọng thì chắc cũng hơn 2 tháng rồi. Thì lúc về thì em hầu như là bị bệnh mà theo cái kiểu là đi vệ sinh lúc nào cái phân á nó cũng đen, rất là đen, đen thui đen thùi mà nó tanh dữ lắm. Chắc cũng Trọng cũng cho uống thuốc rồi cho ăn, thay đổi cái nguồn thức ăn cho cho em nó. Thứ nhất là ăn ngon, ăn sạch. Thì tính ra là cũng gần một tháng trời đó, thì bắt đầu cái phân của Đô La nó bắt đầu nó mới chuyển qua cái màu khác, chứ không còn là cái màu đen đen xám xịt nữa. Thì hiện tại thì phân của em thì nó cũng không có được như là ốc tiêu đâu, có kiểu nó cũng hơi bị có mùi tanh, nhưng mà dù sao nó cũng gọi là nó đặc hơn, nhìn nó lịch sự nhìn cái cụ phân nó lịch sự hơn. Nhưng mà có một điều đặc biệt là em cũng ăn uống tương đối là ổn, ăn thì ngoan lắm. Đô La ơi! Đô La, Đô La, Đô La, Đô La, đừng đi xa con. Đô La, đừng nè, La nè, đây đây, đừng có đi xa, đừng có khám phá. Đô La, đợi anh, đợi lại anh nói chuyện chút ơi. Đô La, Đô La, Đô La, Đô La, lại đây điếc hen, ở ngoài đây gọi điếc hen, ngồi phơi nắng đâu gần gần đây thôi. Là bây giờ nó mập lắm, mình cầm vô nó chắc tay, chứ hồi lúc mà Trọng đem về á là cầm vô nó bọng lắm. Cái kiểu mà mình ôm nó đó, mình nghe nó bỗng tót à, mình dụ mình cầm nó mình dở lên mình nghe nó nhẹ tay, còn bây giờ là ú nụ à, cầm lên là nghe nó chắc lắm, như khúc, nó chắc lắm, nó nặng chịu chịu luôn. Và là nhưng mà được cái là mọi người ơi, nó ngoan dữ lắm, nó ngủ cũng ngoan mà nó ăn cũng ngoan, nhưng mà dạo này cũng bắt đầu hư rồi đó nha, thấy bắt đầu hư theo theo em út tiêu rồi đó. Là mà lúc trước là không bao giờ Đô La mà đi vệ sinh trong nhà nha, không bao giờ đi vệ sinh trong nhà. Nhưng hôm qua nè, hôm qua là vô tình là thấy rõ ràng, cũng gặn toilet y chang con út tiêu, ngay chân cái vị trí út tiêu đi luôn, giống như là nó lây nha vậy đó. Út tiêu thì cũng hay ăn hiếp thiệt, cũng thương nó là út tiêu hay ăn hiếp, nhưng mà nó cũng không có nhường nhịn đâu nha, Đô La cũng không có nhường đâu nha, cũng là chiến đấu với út tiêu á, mà tại vì cái miệng nó méo, nó chơi không lại thôi, chứ nó cũng chiến đấu với út tiêu dữ lắm. Còn út tiêu thì nít mà, nó cũng có cái tật ganh tị thiệt. Trọng chỉ cần nhắc tên, không cần phải nựng con này đâu, bởi vì Trọng không đem út tiêu ra đây là gì nè, đem ra đây là hỏi đánh lộn, mà Trọng chỉ cần nhắc tên Đô La, mình chỉ cần nói cái tên Đô La thôi là út tiêu nó sẽ quay đầu. Ví dụ út tiêu mình đang giỡn giỡn gì nè, mình chỉ cần nói Đô La, Đô La, thì con út tiêu nó nghe mình nhắc đến tên Đô La, là mọi người biết gì không, là nó sẽ quay đầu nó chạy vô nó kiếm Đô La, nó vậy đó. Xong rồi thôi, thì con này cũng có ăn thua gì người ta đâu, mắc cười lắm. Con kia mà chỉ cần nghe mình nhắc đến tên Đô La một cái là giống như là bay vô đánh, bay vô kiếm chuyện liền, chứ không cần phải nhất thiết phải ôm, bởi vì nó biết nó trọng thương con Đô La. Được cái là nó ngoan, ngoan lúc ăn á, nên ngoan cái lúc ăn. Trọng toàn là cho em ăn thịt gà không đó, làm gì ho dữ gì bà, là cho ăn ức gà đó. Trọng chỉ có đi chợ nè, Trọng mua ức gà, mà gà ức trong siêu thị đàng hoàng nha, tại vì hai em này nó nhỏ nó cũng không ăn bao nhiêu. Trọng mua ức gà về rồi Trọng mới nướng lên, nướng trong cái lò vi sóng á, mình ví dụ mình để đông rồi mình gả đông ra, mình bật cái chế độ nấu nhanh của lò vi sóng, dù 200g thì mình bật 200g, nó nướng rất là mau luôn, mà nó chín nó còn giữ mọng nước, sau mình để nguội, Trọng cắt nhỏ ra, thì 2-3 ngày Trọng mới cho nó ăn cơm một lần, nhưng mà cơm nó chỉ là vài hộp cơm thôi, giống như là kiểu thường là nó chỉ ăn thịt không, và đi lúc nó ăn cơm thì nó chỉ ăn được vài hộp cơm, Trọng cho nó vài hộp cơm mà nó còn lừa ra nữa, nó quen,
Tại vì trọng muốn là tẩy cái ruột của nó. Tại vì trước đây nó được nuôi rồi ăn uống những cái thứ không có được sạch sẽ, hoặc là ăn uống những cái thức ăn nó không có chất dinh dưỡng á. Thứ nhất là em rất là ốm, nó vừa ốm nè, nó vừa bệnh nè, mà nhìn cái phân là biết rồi. Hồi lúc mà trọng cứu nó về á, trọng nói thật với mọi người mà nó chỉ cần đi một bãi phân ngoài sân thôi là thúi vô tới nhà luôn. Mọi người cứ tưởng là khi nó đi một bãi phân là nó vừa lỏng mà nó đen thì lì luôn. Mình thấy nó đen thì lì giống như là sình ở dưới cống lên vậy đó, mà nó tanh dữ lắm, nó tanh đến nỗi mà như là con chó bị bệnh ca rê luôn á. Rồi trọng nói thế vậy trọng mới biết rồi, thì cuối cùng trọng mới là cho nó ăn uống là cơm một hai ba ngày trọng cho nó ăn một chút xíu cơm, còn không thôi là trọng chỉ cho nó ăn thịt gà thôi, gan bò trọng không cho ăn luôn á. Nhầm khi thấy nó cũng thèm gan, thấy lúc mà mình cắt gan lại cũng xinh xinh mà trọng không có cho ăn, tại vì hai con chó nhỏ này trọng sợ nó ăn gan bò nó bị tiêu chảy, nên là trọng chỉ cho nó ăn ức gà trắng thôi nha, cái lỗ trắng tinh luôn rồi cắt ra cho nó ăn. Mà nuôi cũng mấy tháng trời bắt đầu nó mới thay đổi cái ruột của nó mới tẩy sạch cái ruột của nó, thì phân nó mới đi ra nguyên một cái cục dài mà mình nhìn thấy nó ấy được, nhưng mà nó vẫn còn có một cái mùi tanh giống như là bệnh ca rê, là tại vì em này nó bệnh bên trong người, bác sĩ cũng có khám rồi. Nói chung là cái gì nó cũng có bệnh, bệnh hậu á, bị tai nạn mà. Ê, chạy dưới lên nè, đừng đi khám phá, con đi gần thôi. Mày hồi mày lũi vô chùm cây tao hết biết kiếm mày luôn á. Đô la, lại anh nè, Đô la. Lại anh nè, nói chuyện với khán giả chút kia xíu ơi, anh cập nhật tình hình cho khán giả biết về sức khỏe của con nè. Nói chung là nó thỉnh thoảng bây giờ thì nó vẫn là ra một cái cứt mũi, bị gì bệnh mà. Nó ra cái cứt mũi nè, mắt thì đổ gàn, nhưng mà trọng cũng không biết phải điều trị làm sao. Nói chung là khó điều trị dứt điểm lắm. Thì bây giờ là trước mắt là trọng cứ là cái gì cũng từ từ. Đây là căn bệnh giống như là mình nói thật sự là như bệnh hậu á, người ta gọi là bệnh hậu á, bệnh lâu năm trong người á, thì bây giờ bắt buộc là mình phải điều trị lâu dài. Cái kiểu là cho nó ăn uống nè, rồi cho nó sức khỏe từ từ lên, thì trọng nghĩ là mình tăng cường cái sức đề kháng cho em á, giống như là mình cho nó tự thân điều trị á. Chứ bây giờ đưa đi bác sĩ chích rồi này các kiểu thì trọng nghĩ nó không, cũng không hết. Và thứ hai nữa là nó sẽ rất là tốn kém mà chưa chắc là đã hiệu quả đâu. Nên là trọng nghĩ là bây giờ là cứ cho em nó ăn uống ngon lành, rồi nó tăng cường sức đề kháng. Ví dụ như hiện nay là đường ruột của em đó, qua hơn 2 tháng trời, 1 tháng mấy 2 tháng gì đó, là trọng chăm sóc và trọng cho nó ăn uống theo cái kiểu là cái chế độ đặc biệt đó, thì bữa nay là cái đường ruột của nó gần như là sạch sẽ rồi. Chỉ còn có một cái là mắt đó thì hay đổ gàn, tại vì nó già quá rồi. Thứ hai là nó cũng cái mũi nó cũng hay có cứt mũi, thì còn hai cái đó thôi, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng lắm. Thì trọng cũng đang cố gắng là chăm sóc rồi cho em, cho mọi người. Mọi người thấy không, nặng chịch hà, nặng tay lắm luôn á, nặng tay dữ lắm. Chứ bình thường là nó hồi lúc kia nó bỗng tót à, hồi xưa nó nhẹ lắm, bây giờ cầm nó nặng chắc lội như út tiêu luôn á. Đúng là thân thể cường tráng luôn. Thì thôi thì trọng xin phép được dừng lại video nha. Thì cũng có nhiều quý vị hỏi về sức khỏe của Đô La. Thì trọng hôm nay thì trọng làm một cái video này để chia sẻ đến mọi người về cái sức khỏe của Đô La, và cũng như là thông báo với mọi người là về cái tình hình sức khỏe rồi nè. Rồi tiếp tục trong thời gian tới trọng cũng sẽ có những cái chăm sóc đặc biệt từ đặc biệt từ ăn uống thôi. Tại vì trọng nghĩ các em á, là cái việc quan trọng của cuộc đời của nó là sinh ra và mong chờ được mình cho một bữa ăn ngon, thì trọng sẽ cố gắng làm sao cho nó ăn uống. Chứ thật ra nuôi con này với con út tiêu á, trọng cũng thấy gì chứ mọi người biết, đau đầu lắm. Đi siêu thị một lần hai bé này không là 200-300 á, mua mấy cái ức gà đâu đó, rồi về là nó ăn, tính ra là một cái vỉ 30-40 nghìn thì nói với út tiêu là ăn hết. Tính ra nó là một ngày 40 nghìn, là một buổi ăn của nó là cũng 20 ngàn. Mình nghe thì nó ít ha, nhưng mà thật sự là nếu mà mình nuôi chung với nhiều bé khác, rồi còn cộng thêm nhiều bé khác, rồi năm này qua năm nọ là nó rất là nhiều. Ví dụ như bé này là một tháng bèo bèo cũng phải mất 500 đô la, nó cũng mất 500 nữa, út tiêu nó mất 500 nữa, thì hai bé này, riêng hai cái bé nhỏ nhỏ này không là cũng mất 1 triệu rồi. Nó mà mình còn nhiều em khác nữa, thì bởi vì là như mình khi mình thấy nó ít ít gì chứ nó nhiều lắm. Nhưng mà thôi trọng cũng sẽ cố gắng, tại vì em đã khổ quá rồi.
cuộc đời của nó là nó khổ rồi, bị tai nạn rồi, bị đổi qua 3-4 lần chủ rồi. Thì trọng nghĩ là bây giờ là con cố gắng thôi, cố gắng con ở đây nè, anh thì sẽ lo được cho em. Nói chứ là mình không mua được nhiều, nhưng mà một ngày 20 mình lo được, một bữa ăn có nó 20.000 là trọng sẽ lo được. Thì từ từ trọng sẽ cố gắng á. Thôi trọng xin phép được dừng lại cái video đây. Trọng chúc cho mọi người là xem video thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Bye bye tất cả mọi người.